Xin chào các em học sinh đến với buổi ôn tập kiểm tra lại môn toán lớp 7 của trường Trung học cơ sở Phước Thiền năm học 2020-2021. Như vậy là cô trò chúng ta đã trải qua được 4 buổi ôn tập. Hôm nay sẽ là buổi học thứ 5. Buổi thứ 5 này chúng ta tiếp tục ôn về các nội dung hình học của chương 2 và chương 3. Tiếp nối chương trình ôn tập hôm trước cô đã hướng dẫn cho các bạn, thì hôm nay để làm được bài tập bài tập hình học trong đề cương thì chúng ta phải nhắc lại một số phần kiến thức trọng tâm cần nhớ để chúng ta có thể vận dụng và làm bài. Mỗi năm của chúng ta sẽ gồm những nội dung cần nhớ, đó là định lý Pythagore, bất đẳng thức trong tam giác và tính chất ba đường trung tuyến, ba đường cao của tam giác. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta đi phần thứ nhất là định lý Pythagore. Định lý Pythagore phát biểu như sau. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Cô có tam giác ABC vuông tại A. Khi đó AB và AC là hai cạnh góc vuông và BC là cạnh huyền. Như vậy theo định lý thì cô sẽ có là gì? Bình phương cạnh huyền, tức là BC mũ 2 là BC bình phương đó các em, sẽ bằng tổng bình phương, bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông, vậy là bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. Định lý Pythagore đảo. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Tam giác ABC có BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương thì ta suy ra góc BAC bằng 90 độ, nghĩa là tam giác ABC vuông tại A. Như vậy thì qua cái phần định lý Pythagore này chúng ta cần nhớ là gì? Định lý Pythagore sử dụng trong tam giác vuông và dùng để tính các cạnh góc vuông trong tam giác vuông. Nếu đã biết được hai cạnh thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được cạnh còn lại. Còn định lý Pythagore đảo dùng để làm gì đấy ạ? Định lý Pythagore đảo dùng để chứng minh một tam giác là tam giác vuông. Các em nhớ cái cách phân biệt hai định lý Pythagore và Pythagore đảo cho cô trong khi làm bài tập nhé. Chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là bất đẳng thức trong tam giác. Đây là quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức của tam giác. Vậy chúng ta cần nhớ là gì? Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Cô có tam giác ABC, vậy lúc này AB cộng BC, ta sẽ có các bất đẳng thức là AB cộng BC lớn hơn AC, AB cộng AC lớn hơn BC và AC cộng BC lớn hơn AB. Hệ quả, trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại. Tổng quát, trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại. Và trong tam giác ABC thì ta sẽ có là gì? Giá trị tuyệt đối của BC trừ đi AB sẽ nhỏ hơn AC, nhỏ hơn AB cộng BC. Cô cho vào giá trị tuyệt đối có nghĩa là gì? Trong trường hợp là nếu cạnh BC mà nhỏ hơn cạnh AB thì các bạn có thể lấy BC trừ AB cũng được, hoặc các bạn có thể lấy AB trừ BC, tại vì nó đã vào giá trị tuyệt đối thì nó luôn là một số dương. Cô có một ví dụ như sau. Kiểm tra xem bộ ba độ dài nào sau đây là ba cạnh của một tam giác. A 3 cm, 5 cm, 2 cm. B 5 cm, 6 cm, 7 cm. C 8 cm, 4 cm, 3 cm. Vậy thì theo như bất đẳng thức tam giác thì cứ
tổng độ dài hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Vậy các bạn, cách làm dạng bài tập này thì bạn chú ý cho cô, quan sát vào ba độ dài ở câu A. Thì các bạn thấy cái cạnh nào lớn nhất đây? 5 cm sẽ là cạnh lớn nhất. Như vậy các bạn chỉ cần lấy cạnh lớn nhất này so với tổng độ dài của hai cạnh còn lại. Nếu thỏa mãn bất định thức tam giác thì ta sẽ kết luận là bộ ba độ dài này là bộ ba độ dài của một tam giác. Vậy ta có 2 cộng 3. Cô so với 5 thì cô thấy 2 cộng 3 bằng 5. Vì nó bằng nên nó có thỏa mãn bất định thức tam giác không các em? Không thỏa mãn bất định thức tam giác. Vì theo bất định thức tam giác thì là gì? Tổng hai cạnh cộng lại phải lớn hơn tổng độ dài hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn cạnh còn lại, đúng không? Vậy chúng ta kết luận là bộ ba độ dài 3 cm, 5 cm và 2 cm này không phải là độ dài ba cạnh của một tam giác. Tương tự câu B thì cạnh lớn nhất là 7 cm, vậy cô lấy hai cạnh còn lại là 5 cộng 6 thì cô thấy 5 cộng 6 lớn hơn 7. Như vậy sẽ thỏa mãn bất định thức tam giác. Vậy cô kết luận 5 cm, 6 cm và 7 cm là độ dài ba cạnh của một tam giác. Và câu C, cạnh lớn nhất bằng 8. Như vậy cô sẽ lấy 3 cộng 4 và so với 8 thì cô thấy 3 cộng 4, 4 cộng 3 sẽ nhỏ hơn 8. Không thỏa mãn bất định thức tam giác. Vậy cô kết luận là 8 cm, 4 cm, 3 cm không phải độ dài ba cạnh của một tam giác. Chúng ta sang phần kiến thức tiếp theo là tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Định nghĩa đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm của cạnh BC gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC của tam giác ABC. Đường thẳng AM gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC. Và từ đây chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn dễ hiểu là gì? Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến. Tính chất, 3 đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi điểm một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Bạn quan sát này, tam giác ABC của cô có 3 đường trung tuyến là AD, BE và CF. Vậy thì theo tính chất của 3 đường trung tuyến thì cô sẽ có là gì? AG sẽ bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến AD. Đây, AG bằng 2/3 AD. BG sẽ bằng 2/3 BE. Và CG sẽ bằng 2/3 CF. Chúng ta sang một kiến thức tiếp theo là tính chất ba đường cao của tam giác. Trong một tam giác, đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Đôi khi ta cũng gọi đường thẳng AI là một đường cao của tam giác ABC. Và mỗi tam giác thì có ba đường cao. Bạn quan sát trên hình vẽ thấy là gì? Từ điểm A, cô kẻ một đường vuông góc xuống cạnh đối diện là cạnh BC. Như vậy AI được gọi là đường cao của tam giác ABC. Định lý, ba đường cao của tam giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Vậy các bạn quan sát trên hình vẽ của cô, hình vẽ A, B và C, các bạn thấy là gì? Đường cao của tam giác có thể nằm bên trong tam giác đối với tam giác nhọn, hoặc là đường cao sẽ nằm trùng với một đỉnh của tam giác đối với trường hợp là tam giác vuông, hoặc là đường cao sẽ nằm bên ngoài. Xin lỗi các bạn. Ra ba đường cao cùng đi qua một điểm, và cái điểm mà ba đường cao đi qua thì người ta gọi đó là điểm H. Và các bạn thấy là gì? Cái điểm H này này, giao điểm của ba đường cao đây này, nó có thể nằm bên trong tam giác đối với tam giác nhọn, hoặc là giao điểm của ba đường cao sẽ nằm ở trùng với một đỉnh, trùng với đỉnh góc vuông đối với trường hợp đó là tam giác vuông, hoặc là giao điểm của ba đường cao cũng có thể nằm bên ngoài tam giác đối với trường hợp đây là tam giác tù,
Và cái giao điểm của ba đằng cao này người ta gọi là trực tâm của tam giác. Bạn lưu ý nha. Và tính chất của tam giác cân áp dụng đối với các đường đồng quy trong tam giác thì ta có: trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đó. Nhận xét, trong một tam giác nếu hai trong bốn loại đường, đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao cùng xuất phát từ một đỉnh và đường trung trực ứng với cạnh đối diện của đỉnh này trùng nhau thì tam giác đó là một tam giác cân. Bạn nhớ kỹ cái tính chất này để chúng ta vận dụng và tập được nhanh hơn và dễ dàng hơn nhé. Bây giờ cô sẽ sửa đến bài tập hình học, là bài tập thứ hai trong đề cương của chúng ta. Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AM. Câu A, chứng minh tam giác ABM bằng tam giác ACM. Các góc AMB và góc AMC là những góc gì? Biết AB bằng AC bằng 10 cm, BC bằng 16 cm, hãy tính độ dài đường trung tuyến AM. Vậy trước tiên là chúng ta sẽ đi vẽ hình. Cô có tam giác ABC cân tại A nên cô ký hiệu cạnh AB và cạnh AC bằng nhau. AM là đường trung tuyến, như vậy sẽ xuất phát từ A tới trung điểm của cạnh BC và M sẽ là trung điểm của cạnh BC. Cô ký hiệu MB bằng MC. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm câu A. Vậy các bạn quan sát là gì? Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta chứng minh tam giác ABM bằng tam giác ACM. Vậy các bạn quan sát vào hai tam giác này thì thấy nó có những yếu tố nào bằng nhau? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy ngay được là AB bằng AC, BM bằng MC. Do AM là đường trung tuyến cho nên M sẽ là trung điểm nên ta có BM bằng với CM. Và cô có AM là cạnh trung. Vậy chúng ta đủ 3 yếu tố về cạnh chưa? Vậy hai tam giác này có 3 cạnh bằng nhau. Chúng ta kết luận hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì các em? Trường hợp cạnh cạnh cạnh. Vậy tam giác ABM bằng tam giác ACM theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu A của bài tập 2. Câu B. Câu B thì chúng ta lại nhớ lại cái tính chất tam giác cân mà cô vừa nhắc. Vì tam giác ABC của chúng ta là tam giác cân nên AM vừa là đường trung tuyến, đồng thời AM cũng là đường cao. Theo tính chất của tam giác cân, vì AM là đường cao nên ta sẽ có được góc AMB bằng với góc AMC và bằng 90 độ. Câu C. Câu C, người ta yêu cầu chúng ta tính độ dài của AM. Vậy thì khi mà góc M này bằng 90 độ rồi thì tam giác AMB và tam giác AMC này là tam giác vuông. Mà muốn tính độ dài một cạnh trong tam giác vuông thì chúng ta sẽ vận dụng định lý Pythagore. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tính được AM thì chúng ta biết được cạnh nào rồi các em? Chúng ta biết được độ dài của cạnh AB bằng AC bằng 10 rồi. Vậy chúng ta phải đi tính BM. Muốn tính được AM thì phải tính được BM và MC. Mà đề bài lại cho chúng ta là BC bằng bao nhiêu rồi? Bằng 16. Như vậy thì M là trung điểm của BC nên cô sẽ dễ dàng tính được BM bằng MC. Và bằng bao nhiêu các em? Bằng BC chia cho 2 bằng 16 chia cho 2 bằng 8 cm. Sau khi tính được BM rồi mà lại có độ dài của AB thì cô sẽ tính được cạnh AM không các em? Cô vận dụng ngay định lý Pythagore. Theo định lý Pythagore ta có AB bình phương là bình phương cạnh huyền, AB là cạnh huyền đúng không các em? Sẽ bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông, tức là bằng AM bình phương cộng MB bình phương. Vậy cô suy ra AM bình phương sẽ bằng AB bình phương trừ MB bình phương.
bằng 10 bình phương trừ 8 bình phương bằng 100 trừ đi 64 bằng 36. Vậy cô kết luận là AM sẽ bằng căn bậc 2 của 36 là bằng 6 cm. Cô vừa mới hoàn thành giúp các em hoàn thành bài tập 2 trong đề cương, cũng là bài tập hình cuối cùng của đề cương. Buổi học hôm sau thì chúng ta sẽ ôn tập lại toàn bộ, nhắc lại toàn bộ những cái kiến thức trong cái quá trình ôn tập của chúng ta, và các em sẽ cố gắng sau cái buổi học này chúng ta sẽ tự thử mình nghe xong và mình làm lại cái bài tập này vào trong vở cho cô. Sau đó mình hệ thống lại cái phần kiến thức mà cô đã dạy trong 5 buổi học qua, để cái buổi học hôm sau là buổi học thứ 6 là chúng ta sẽ hệ thống lại một lượt nữa trước khi chúng ta bước vào kiểm tra lại môn toán. Và cô mong là các bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt để chúng ta có thể lên lớp và học cùng với các bạn của lớp mình, các em nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video lần sau.